hai cặp vàng chia hai khu vực luôn. Cho buổi chiều hôm nay các con kia lần ba hai cặp này nó một lần mấy này dí lắm rồi. Anh kia xong rồi, hồi đó coi xong luôn rồi. Rồi hoàn thành một cặp. Ê, cặp này vậy mà còn hoàn thành trước, hoàn thành trước luôn á nha. Tưởng đâu sao anh nhà hoàn thành trước rồi, hai lần trước nhanh lắm mà. Ê, con này nó bị gì, bị đau à. Sững lên nó làm gì, hai cái không làm gì không hoàn thành chứ quên. Đó, còn cặp ôm làm tiếp nè, hoàn thành luôn rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các thú cưng nha. Hôm nay buổi chiều thả hai cặp này ra cho nó làm việc lần cuối cùng. Nay lần cuối cùng, mai gửi về cho chủ nè. Con này chưa có được nha thôi. Hai cặp vàng chiều hôm nay. Hai cặp vàng luôn. Hai cặp vàng cho làm chỗ. Hai cặp vàng chia hai khu vực luôn. Tới con kia không rồi, hai lần ba một mình mấy này dí lắm. Rồi, anh kia xong rồi. Hồi đó coi xong luôn rồi. Rồi, hoàn thành một cặp. Ê, cặp này vậy mà còn hoàn thành trước. Hoàn thành trước luôn á nha. Tưởng đâu sao anh nhà hoàn thành trước rồi. Tưởng đâu cặp mập ú này hoàn thành trước rồi nha. Cuối cùng là cặp vàng bên đó hoàn thành chứ quên. Đó, còn cặp ôm làm tiếp nè, hoàn thành luôn rồi. Hai lần trước nhanh lắm mà. Ê, con này nó bị gì, bị đau à. Sững lên nó làm gì, hai cái không làm gì không. Nên cái mà làm gì kìa cậu à. Hai cặp luôn rồi. Đó, cặp kia đang làm, cặp này làm xong rồi. Đó. Rồi xong luôn rồi. Rồi. Được không? Chết bà, vô coi. Sao chưa được coi? Tưởng là xong luôn rồi chứ. Rồi, làm tiếp. Cho nó hơi nắng một tí xíu rồi cho nó vô nè. Hôm nay có thời gian. Buổi chiều sáng trời mưa quá.
nhồi 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 luôn. Ngủ rồi cô, về cho phơi nắng về cho cũng đỡ. Hôm nay không phơi nắng 7 ngày, con thì 8 ngày, con thì 7 ngày, 6 ngày, hai bài cách nhau hai ngày, một hàng luôn ha. Nãy giờ đem ra phơi nắng. Phơi nắng nên đói, phải nhồi cái nhồi. Đây là bài mới nha cả nhà. Còn bài này là bài cũ nè. Bài này chắc khoảng 2 tuần gần 3 tuần rồi đó. Nó bự lên, khỏi mắt. Còn 6 con. Rồi tính cái dịch chứ còn 6 con. Cái con này là gì vậy? Cái con này tồi ôi. Ôi nó ngộ ghê nè. Cái con này nó lai hay gì không biết nữa, tự nhiên mua đồ mà nó ra con gì ngộ. Hai bầy thả ghê cho. Cúng mà nuôi mà không có nắng và không có thời gian phơi nguy hiểm, nên phải tranh thủ phơi vào buổi trưa. Buổi sáng có phơi được buổi sáng thì tốt đó nè, nắng 7-8 giờ là tốt. Nắng đó phơi con gì cũng ăn, phơi chim, phơi gà, phơi cúng. Còn buổi trưa giờ thì cũng tranh thủ phơi cho nó cái da nè, nó ráo, nó ráo lòng nó không có bị ẩm. Cái trời nắng thì nó cũng đỡ, chứ trời mưa một cái là bắt đầu nó có dịch rồi. Sáu con này gần được 3 tuần rồi. Bự cả nha, nằm gần bít luôn. Khoảng chừng tuần nữa là bắt đầu nho nho lên giỡn chơi đã luôn. Có cái bé này, lông dài. Còn bé này nữa. Sáng phơi nắng cho nó giấu cái lông, chứ hôm sau là nó bị là con này có dấu hiệu rồi kìa chưa, nó có giống như cái con rận gì nhỏ xíu này. Nó ăn da, bắt đầu cái da nó có cái đốm đốm nè, tí xíu phải lấy thuốc xịt nè, chứ không xịt thì bắt đầu nó viêm da nặng, trị không được luôn, trị lâu nữa chứ. Mới đem mà bị vậy nè. Ôi la dữ. Nhỏ mà la ghê vậy. Ừ. Ừ, cái nằm sắp lớp luôn nè. Sắp lớp mà la ghê không? Phơi nắng mấy cái chỗ mà nó hơi râm thôi, chứ không có phơi nắng trực tiếp, sợ nó nắng quá. Phơi nắng râm râm vậy nè mà nó khô da, chết mấy con vi khuẩn. Mấy con cúng này nó dễ bị viêm da,
vô có cái con dê, dê cám mà. Anh đeo là bị nên trong quá trình chăm sóc á, mấy con này còn trong quá trình chăm sóc á là phải theo dõi hàng ngày, chứ bỏ 2-3 ngày mà bỏ cho con mẹ nó tự xử là có vấn đề liền, không hay là sẽ hao hụt đúng liền. Nó ngủ ly bì cỡ bên đây thì thấy nó cũng hấp dẫn rồi ha. Nó nhìn thấy thương, khoảng vài ngày nữa là nó chơi nó giỡn, nhìn thấy đã lắm. Người cúng thì thích nhất là lúc này thôi cái này, nó bự bự như vậy là khỏe nhất cái này, nhưng mà còn trăm lông thôi, còn nó nhỏ như vậy thì phải theo dõi coi con mẹ nó có sữa hay không, rồi cung cấp dinh dưỡng cho con mẹ nó, xuống thôi nó bị còi hoặc là nó chăm sóc không có điều. Có những con mẹ thì chăm sóc đều rất là giỏi lắm, còn có những con thì nó chăm sóc nó không đều, con nào yếu thì nó không có dành vú bú được, nên nhiều khi nó bị đẹp. Sắp thành lớp rồi. Một lớp đây. Một hàng bên đây, một hàng bên đây, một hàng nãy giờ phơi mình với trung tâm đó chứ không phơi trực tiếp, còn mình cái bầy bên đây nó hơi nóng nó la vậy đó. Còn bờ bên đây thì nó cũng vừa được. Ngủ mà gên dữ à. Hơi ngáp nè. Đồ ra chơi cái này đem ra giỡn chơi vui lắm. Giỡn dễ cưng nữa cả nhà. Cái này có cần thì liên hệ mình số điện thoại trên màn hình đó. Hôm nay thì chó cũng giảm giá nên mình sẽ giảm giá cho cả nhà. Nên cũng nghỉ rồi cũng không còn nhiều. Chủ yếu là nuôi vui và chia sẻ cho cả nhà chơi. Chứ cái giá cả hiện tại cái nuôi cũng không có kinh tế gì nhiều cả nhà. Rồi biến động kinh tế thị trường nên người chơi cũng ít. Kinh tế khó khăn. Này là hết thì đi xuống luôn, đừng treo có đi xuống luôn. Mình bình thường mình thả riêng chúng chứ không có thả chung, mà tại phơi nắng mình thả chung vô đây, chung vô đây đang quay chơi. Chứ bình thường mỗi một bầy một sọt. Ôi, hôm nay là khủng luôn, cái đàn này là khủng luôn, hình như là 16 con. Ôi, cái mặt con này đẹp lắm. Người có con bự nó ra nó chơi, gần giờ nó nằm nè, nhồi lên. À trời, rồi con này cứ nhồi nhồi hoài này cái này. Rồi con này sell 500 nè nha cả nhà thích sell con này nè 500 với con này lông dài nè. Nó không có thuộc chủng loại nào nên sell luôn. Xeo con này luôn, dễ thương lắm. La rồi, khóc rồi. Khóc la, đủ màu luôn rồi. Màu nào cũng có. Đã chưa?
sale cho cả nhà bày cúng này luôn, bày cúng dễ thương luôn nè. Cả nhà có thích nuôi cúng lập xưởng thì hiện nay là cái thời điểm mà là bắt là tốt nhất nha cả nhà, quá nhiều luôn nên sale bớt. Rồi nhồi tí xíu được rồi, thôi bây giờ cho chúng vô bú thôi, cho vô ăn thôi, đã chưa. Bên đây sáng hơn rồi, nằm ngủ rồi, nghe mệt mệt, mát rồi, trời hết tự nhiên cái trời hết nắng rồi. Không có nắng thì mát. Trời mát là bớt la, trời nắng la quá. Này cả nhà xem, do nó có nhiều bầy trước còn mấy con ấy chăm sóc không sể nên bầy này chưa, chứ bầy này khoảng chừng vài bữa nữa là mình chăm sóc và uống nuôi. Như bầy trước có 4 con uống nuôi luôn cả nhà, mình có quay các cái clip trước cả nhà xem 4 con nó được uống nuôi luôn. Nó mình ăn được uống được là bắt đầu ăn sữa, uống sữa với ăn thức ăn, ăn mồi là nó sẽ mập ú ù liền. Ôi nè, mấy con đen hôm trước cũng gồm gồm nè, hôm nay bóng lưỡng nè ha. Đen là nó bóng nè, rồi mấy con này cũng bóng nè, con nâu nè. Chỉ có mấy con lon đen nó hơi gầy tí xíu. Ngày bự cái này mà phơi nắng bằng rổ là nó trèo ra được rồi nè. Nó mới ra nó nhoi, còn bình thường nó giờ nó ngưng rồi nè. Mới ra thấy mình tưởng cho ăn. Nó chớm lên nhồi, còn giờ là nó tự chơi của nó đó. À, đòi ăn hả? Giỡn kìa, cấp này giỡn ha, giật luôn hả? Ôi da đông cởi cổ người ta giật.